Ngày đẹp mình xin giới thiệu tới anh chị một sản phẩm bất động sản vô cùng đẹp, vị trí đắc địa, thuận tiện buôn bán, đó là mảnh 105m2 mặt chợ, trục chính Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng. Thông ra đường Quân Banh, cách Ủy ban Nhân dân và trường học chỉ 1km, đi ra LD Tràng Duệ rất gần. Mảnh đất này rất đẹp để anh chị mua ở, để buôn bán hoặc là để đầu tư đều rất tuyệt vời. Vì đất trục chính lại còn mặt chợ giờ rất là hiếm, đây là cơ hội sở hữu bất động sản đẹp. Đường rộng hơn 10m cho 4 làn ô tô. Anh chị liên hệ với mình qua số điện thoại hiển thị trên màn hình nhé.